chúng ta sẽ để ốc lên đây. Để ốc đây thì nó sẽ, chúng ta cứ để đó thì nó tầm 10 đến 20 phút sau thì bắt đầu tản ra. Thì đây, đây là cái lò vôi Super Canxi. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bao vôi này để sát trùng, chúng ta sẽ điều thôi. Cái bể này là 6 mét vuông. Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Ốc Bưu Đen Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin gửi đến bà con về một cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi con ốc bưu trong bể bạc từ nhỏ cho tới lớn. Thì nhân dịp có một khách hàng bên em, đó là một ông chú thì gần nhà là tiến hành nuôi trên 5 cái bể bạc. Thì cũng lấy giống bên em, mỗi cái bể là sẽ tiến hành nuôi trong 2.000 con. Thì mật độ đó là thích hợp nhất. Thì nhân dịp em cũng thả giống, thì hôm qua em đã thả giống rồi. Thì em cũng đã xin phép ông chú là cho em thực hiện cái video này để gửi đến bà con. Thì em sẽ gửi đến bà con ít nhất là khoảng 10 tập. Thì mỗi một tuần em sẽ cố gắng quay trở lại đây để quay và chia sẻ đến bà con về cái quá trình phát triển của con ốc cũng như là các cái cách thức mà chúng ta chăm sóc. Thì ở đây là hôm qua em đã thả con giống rồi, như bà con thấy cái tàu lá chuối đó. Thì khi mà bà con lấy giống thì em luôn hướng dẫn cho bà con là thả trên cái tàu lá chuối. Thì đây nha bà con, đây là còn một số con nó chưa có tản ra nè. Thì ở cái dèo này là chỉ có 2.000 con thôi, ốc giống 2 tuần tuổi. Để nó ăn cái ông chú cho ăn cái lá rau muống nè, đang lủng lỗ hết rồi. Ốc 2 tuần tuổi là bằng cái hạt đậu xanh. Thì ở hiện tại là khoảng 2 đến 3 tầng là bên em sức hết rồi, do cái khối lượng khách quá nhiều nên bên em không có dưỡng thêm lên trên tầm 5 tầng đến 7 tầng nữa. Thì với con giống mà 2 đến 3 tầng tuổi này á, là cái độ thích nghi của nó rất là cao, độ thích nghi cực cao, có thể vận chuyển được đi xa, cũng như là thả thì nó sẽ thích nghi rất là nhiều cái nguồn nước khác nhau. Thì con giống 2 tuần tuổi này là bên em hồi giữa tuần là mới chuyển ra được tới Bình Định, là đi trong vòng 20 tiếng từ xe đây lên Sài Gòn, rồi Sài Gòn mới chuyển ra tới Bình Định. Thì thả cũng thành công rồi, nói chung là cũng đang theo dõi. Thì đi xa thì những cái con ốc mà từ 2 đến 3 tuần á, là đi có thể xa được thời gian được 24 tiếng và xa đi xa rất là xa. Còn những cái mẫu mà từ 5 đến 7 tuần tuổi thì chúng ta hạn chế đi tầm
6 tiếng đổ lại thôi, và cũng từ 100 km. Thì hôm nay cũng có rất là nhiều bà con hỏi là về con ốc bố mẹ. Thì bên em đã dừng cái cung cấp cái loại ốc lớn, tại vì cái con ốc lớn thì cái độ thích nghi nó rất là kém và vận chuyển không được xa. Khi mà bà con về nuôi á thì tầm 1 đến 2 tuần là sẽ hao rất là nhiều, tầm độ 70-80% là nó hao hết. Vì vậy nếu mà bà con nào mà có ý định mà nuôi con ốc bố mẹ, nói chung là nó là ốc thương phẩm thôi, thì nó nhiều người bán thì nó gán cho nó cái mác ốc bố mẹ thì nó sẽ tăng giá nó lên, có thể là gấp đôi ốc thương phẩm hoặc là 200-300 ngàn một ký gì đó. Tại vì ốc bố mẹ nó đẻ trứng vậy đấy, thì khi mà lên được cái mác ốc bố mẹ thì nó nâng giá lên, thì nói chung là giá là không có tự họ đưa ra, người bán đưa ra. Thì em chỉ khuyên bà con là nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi chọn nuôi ốc bố mẹ. Thì có thể là bà con nghĩ là cái lấy con ốc bố mẹ thì cái giá thành nó rẻ, khi mình về nuôi thì nó đẻ, nó ấp cái trứng nở rất là nhiều. Nhưng mà bà con không có đơn giản là bà con chỉ về là nuôi là nó đẻ và ấp ra trứng. Thì nếu bà con nào mà có thời gian thì bà con có kinh nghiệm thì bà con có thể nuôi được, có thể bà con có thể tự nhân giống, nhưng mà nó rất là khó, nó không phải đơn giản. Và khi mà về nuôi thì nó tỷ lệ hao nó rất là cao. Vì vậy bà con nên chú ý cân nhắc trước khi tìm hiểu kỹ, trước khi mua con ốc bố mẹ về nuôi. Ở đây bà con thấy đây, nó con giống nó tản ra đâu bạn thấy không? Nó tản ra rất là nhiều ở khắp các mặt hồ này. Thì ở đây là mực nước là lên là 0.3 và thả các loại bèo. Bên này là bèo qua dâu. Ở đây bên em thả chỉ khoảng 50% thôi, ghi diện tích mặt ao. Còn 50% là chúng ta sẽ để trống. Ở đây là chưa, ông chú này chưa có bèo cám, là đang tiến hành nuôi nhân bèo cám ra để cho nó ăn. Hiện tại là chỉ cho ăn các cái loại lá cũng như nó bám bèo nó ăn thôi. Bèo này nó cứ bám nó ăn thôi bà con. Thì bà con chú ý là nuôi ở đây là chúng ta sẽ quan tâm tới cái nguồn nước. Thì khi mà trong một tuần đầu chúng ta thả giống này, chúng ta không cần phải thay nước, không cần phải thay nước nhiều, chỉ cần cho ăn đầy đủ thôi. Cho ăn thì chúng ta cho ăn một ngày một lần thôi, và cứ để bèo cho nó bám bèo nó ăn thôi, chúng ta cũng không cần phải cho ăn nhiều. Còn về nếu mà cho ăn trái cây thì bà con chú ý là một ngày cho ăn một lần. Thì còn đây là cái thùng đây, em nói là cái cách thả luôn cái thùng này. Hôm qua em thả này, hôm qua thả chiều tối quá nên em không quay được, sáng nay em quay là em quay. Thì khi mà cái thùng này ốc giống em gửi cho bà con á, bà con sẽ sử dụng một cái ly này, một cái ly nước của cái nguồn nước ở cái hồ này, chúng ta sẽ đổ vào cái thùng. Chúng ta sẽ đổ vào cái thùng ốc giống này là mục đích là để tầm khoảng 5 phút, mục đích là nó sẽ là cho con ốc có thích nghi cái nguồn nước mà mới. Thì chúng ta để 5 phút thì chúng ta sẽ tiến hành đưa cái tàu lá chuối đây, tàu lá chuối. Chúng ta sẽ cho nó chìm xuống khoảng nửa lóng tay, nước xuống mặt nước nửa lóng tay. Và chúng ta sẽ để ốc lên đây. Để ốc đây thì nó sẽ, chúng ta cứ để đó thì nó tầm 10 đến 20 phút sau thì bắt đầu tản ra. Như bà con thấy ở đây là nó tản ra rất là nhiều ở các cái bể. Nó đi nó bám vô rất là bèo rồi, bám vô bèo rất là nhiều. Đây, như bà con thấy là hôm qua là em thả cái đầu đằng kia đó, thả cái đầu đằng kia, nhưng mà bây giờ nó đã tản ra tới bên đây nè. Nó tản, nó bám vô cái lá bèo nè, còn thấy không? Bèo này nó thích ăn, nói chung là nó rất là thích ăn cái bèo, thì nó sẽ ăn các cái lá vàng này nè, ăn cái lá màu vàng này, lá già đó. Thì lá non nó ăn cái già này, còn nó ăn cái rễ luôn. Khi mà lớn nó ăn cái rễ, cái bèo là nó rụng rễ hết á.
thì chúng ta chỉ cần cho nó ăn tự nhiên thôi, chúng ta để tự nhiên cho nó ăn, không cần phải cho ăn cái mấy cái gì mà phức tạp. Tối thì chúng ta sẽ cho ăn thêm cái cám gạo. Thì em lưu ý thêm bà con cái nữa là bèo. Cái bèo này thì bà con vớt ngoài tự nhiên, thì chăm chăm là bà con vớt ngoài tự nhiên rồi, thì con nó sẽ bám con ốc bươu vàng, con ốc bươu vàng con nó bám vô đây rất là nhiều, bèo với lục bình luôn. Bà con chú ý là phải giặt kỹ đây, như con ốc này nó bám nè, như con ốc con nó bám vô cho bà con thấy nè, rồi thấy không, con ốc con nó đang bám vô vào cái bèo nè. Chúng là lấy vô, nhưng ốc bươu vàng nó cũng vậy thôi, ốc bươu vàng nó còn gặt hơn, nó bám ở phía dưới á. Thì nhiều bà con hiện tại đang nuôi là nó là sao có lặn ốc bươu vàng, thì bên bên em là không có cung cấp, không có giống thì tạo ra từ cái trứng. Như bà con biết là cái trứng con ốc bươu vàng với cái trứng con ốc bươu đen mình là nó khác nhau, nó cái màu nó khác nhau, chỉ phân biệt màu thôi, kích thước nó cũng khác nhau. Con ốc trứng ốc bươu vàng nó hạt trứng nhỏ xíu à, và cái màu nó màu màu hồng, còn những màu trắng thì nói chung là phân biệt rất là dễ, chỉ có những ông mù màu mới không phân biệt được thôi. Thì bên em kinh doanh ra thì không thể nào mà lẫn lộn con hoặc là bán con ốc bươu vàng cho bà con được, hoàn toàn được ấp ra từ trứng nên nó là ốc bươu đen. Thì nhiều bà con là nuôi là một vài tháng sau thì có nói là trong cái bể nó có một vài con, thì đó là nằm trong bèo của bà con thôi, nên bà con chú ý chuẩn bị kỹ, và có nếu mà hiện tại nó đang lẫn lộn thì bắt ra thôi, nó không có vấn đề gì hết, chứ khi nào mà nó lên được trưởng thành thì nó mới khi trưởng thành thì nếu mà nó giao phối với nhau á, thì con đực của con ốc bươu vàng nó giao phối với con cái của con ốc bươu đen mình á, thì nó sẽ làm con ốc bươu đen mình chết đi. Thì ở phía trên này là có che lưới lan nha bà con, che lưới lan để cách nhiệt cho nguồn nước. Thì tại vì cái trong cái bể này là chúng ta chỉ có thả có mực nước là có 0.3, nên nếu mà cho nắng trực tiếp gọi nhiều quá thì nó sẽ làm nóng nước. Còn bên đây là ông chú đang bảo là sẽ tìm mèo cám về, em sẽ cho một ít mèo cám để tiến hành nuôi nuôi bèo cám ra. Bèo cám nó nở rất là nhanh, chúng ta sẽ cho ăn dần dần thôi. Để bà con quan sát là cái bể nha, thì em sẽ cố gắng là một tuần em sẽ quay lại đây, là do đây là cách nhà em khoảng 1 cây số thôi, nên một tuần em sẽ quay đây là tiến hành quay lại chia sẻ đến bà con về cái quá trình phát triển của con ốc. Thì cái mẫu này là cái mẫu 2 tuần tuổi, ông giống 2 tuần tuổi thì sẽ lên tầm khoảng 3 tháng rưỡi là lên được thành phẩm. Thì cố gắng một tuần em sẽ gửi đến bà con một cái video, thì một tháng sẽ là 4 cái video, là nếu mà phải luôn tới thành phẩm luôn thì sẽ tầm khoảng 12 tập trong cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi con ốc bu trong bể bạc từ nhỏ cho tới lớn. Thì em cũng chia sẻ luôn về cái loại vôi mà ở tập trước trong cái phần mà xử lý cái ao đó, xử lý cái ao em có giới thiệu đó mà còn về cái loại vôi đó, vôi super canxi đó. Thì đây là cái loại vôi super canxi. Thì chúng ta sẽ ở đây chúng em sẽ hướng dẫn là sẽ sử dụng cái lò vôi này để chúng ta sát trùng cái nguồn nước, để tạo cái vỏ chắc khỏe cho con ốc, cũng như là nó không bị mòn vỏ. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái bao vôi đó, thì nó rẻ, nó 40.000 20 kg, chung là xài thiên thu. Thì khi mà mỗi lần thay nước á, bà con sử dụng một cái vôi này, một cái muỗng cà phê cho 1 lít nước, và sử dụng cái bình xịt như đây. Ở đây em có chú có mua cái bình xịt đây, cái bình này là cái bình 5 lít, bình này bình 5 lít nha bà con. Bình 5 lít thì mỗi lần thay nước chúng ta sẽ xịt đều lên, là
chúng ta cứ pha là một muỗng cà phê cho một lít nước, và chúng ta mỗi lần thay nước chúng ta cứ xịt đều lên cái bể như thế này. Đấy, chúng ta mỗi lần xịt thì chúng ta xịt tầm một lít nước thôi. Và còn chú ý là đừng có sử dụng quá cái liều, tại vì cái vôi này thì nó làm tăng cái độ pH, nó làm tăng độ pH, nó sát trùng và nó làm tăng cái độ pH. Thì trên cái bao vôi nó có ghi hướng dẫn đầy đủ về cái công dụng của cái bao vôi này, của lò vôi này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái bao vôi này để sát trùng, chúng ta xịt đều thôi. Cái bể này là 6 m², 6 m² thì chúng ta cứ sử dụng 1 lít, từ nửa lít đến 1 lít nước nó xịt lên. Mục đích là sát trùng cái nguồn nước nè. Và chúng ta trong quá trình sát trùng đó thì cái vôi này sẽ làm lắng cái phân xuống luôn, lắng cái phân của con ốc nó xuống, thì con ốc nó sẽ không bị cái mòn vỏ và tạo cái vỏ chắc khỏe cho con ốc. Rồi thì em cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Thì tầm khoảng 1 tuần sau em sẽ quay lại để quay lại chia sẻ với bà con về cái quá trình phát triển của con ốc này, của cái bể này, cũng như sẽ hướng dẫn bà con về cách thay nước. Thì tuần sau mới thay nước, chung là về thả thì chúng ta 1 tuần chúng ta sẽ không cần thay nước đâu. Tuần sau em sẽ tiến hành thay nước cho bà con xem. Rồi em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.